Thông tin tiểu sử ca sĩ Hùng Thanh Hùng Thanh sinh ngày 12 tháng 5 năm 1985 tại tỉnh An Giang, Hùng Thanh. Tên thật là Nguyễn Hùng Thanh, anh là ca sĩ rất thành công với thể loại nhạc Phật giáo trong vài năm trở lại đây, cái tên Hùng Thanh đã trở nên thân thuộc đối với quý tăng ni và những người yêu Nhạc Phật giáo trên cả nước, Hùng Thanh có năm khiếu âm nhạc từ nhỏ, liên tục đạt được giải. Nhất trong các cuộc thi âm nhạc của trường và khu vực từ thời tiểu học cho đến đại học, năm 2009 sau khi chuyển công tác và chính thức sinh sống tại Sài Gòn, con đường ca hát cũng dần hé mở. Từ những chương trình thiện nguyện và những món quà âm nhạc để tặng cho khán thính giả bên cạnh ca hát thì nghề nghiệp chính của Hùng Thanh vẫn là làm MC và biên tập kênh phát thanh VOV. Giao thông thành phố Hồ Chí Minh nhưng gần như văn nghệ Phật giáo đang thấm đậm và ngày càng đơm hoa, kết trái. Trong Hùng Thanh, các album thành công của Hùng Thanh, ngày giảm tháng tư đi giữa vô. Thường Vu Lan vắng mẹ con bướm xuân giấc mơ tịnh độ chỉ là cơn mơ, single. Rửa trôi bụi trần đóa hoa kỳ diệu gặp mẹ trong mơ ở lại giấc mơ tự tại. Cám ơn cuộc đời bước chân mùa xuân.